Xin chào các bạn, lại là tôi Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho các bạn các bí mật của Ma Long Zanzikar, cái cách cầm vợt của họ tạo nên sự khác biệt so với hầu hết các vận động viên còn lại trên thế giới như thế nào. Đây là cách cầm vợt bình thường. Các bạn chú ý vào ngón tay trỏ. Và đây là cách cầm vợt của Ma Long và Zanzikar. Các bạn chú ý ngón tay trỏ. Bí quyết đó chính là họ cầm vợt giống như họ đang cầm viết. Như các bạn có thể thấy, đây là hình ảnh của Ma Long, là anh ta sử dụng cái ngón trỏ thẳng lên, là cách đây gần 10 năm. Và hình ảnh thứ hai là anh ta đã trên 30 tuổi, là đạt cái độ chính, độ đỉnh cao của một vận động viên hàng đầu thế giới. Thì lúc này các bạn thấy cái ngón tay của anh ta điều chỉnh xuống ha. Và tương tự các bạn có thể thấy là huyền thoại Zanzikar của chúng ta, là anh ta giao bóng xoáy ngược nhưng mà anh ta vẫn sử dụng cái cách cầm viết này ha, để anh ta là giao bóng. Và anh ta đã tạo nên sự khác biệt nhờ cái quả giao bóng xoáy ngược này. Sau ví dụ này, tôi sẽ giao là hai cách cầm vợt khác nhau. Thì qua ví dụ thì tôi sẽ giải thích cho các bạn tác dụng của cái cách cầm vợt như cầm viết khi giao bóng như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cầm vợt bình thường như hầu hết các vận động viên. Và bây giờ tôi sẽ cầm vợt như cầm viết. Qua hai cách cầm vợt vừa rồi, các bạn có thể thấy khi cái ngón trỏ của chúng ta hướng thẳng lên và thẳng ra thì chúng ta sẽ cầm chắc cây vợt đó, chúng ta nghĩ là dễ tạo lực cho cái quả giao bóng. Nhưng mà vô tình thì lúc này cái bàn tay chúng ta sẽ cảm giác cứng hơn. Còn khi các bạn thử điều chỉnh cái ngón tay chúng ta, cái ngón trỏ các bạn cụp xuống ha, và cái ngón cái, hai ngón các bạn cầm giống như là cầm viết, thì khi tiếp xúc là các vận động viên là họ đưa lỏng ra và họ dùng lực từ ba ngón này là chính. Họ tì hai ngón trỏ và ngón cái, đồng thời họ dùng cái ngón giữa họ kéo cái cán vợt vào, thì vô tình cái đầu vợt các bạn là sẽ lăn, ma sát xoáy nhiều hơn trên cái quả bóng. Các bạn dễ tăng xoáy hơn, các bạn dễ giao bóng ngắn trên bàn hơn ha. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của tôi nhé. Và đừng quên là mua vợt ủng hộ tôi để tạo thêm động lực để tôi bật mí thêm nhiều bí mật. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.